Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em một đề ôn tập cuối học kỳ 1 năm học 2022, môn thi vật lý 12, đề số 1. Câu 1. Trong thí nghiệm Newton trên mặt nước, hai nguồn kết hợp tại hai điểm A và B dao động cùng phương theo phương thẳng đứng ha, cùng phương. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 4 cm, lambda bằng 4 cm. Trên đoạn AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp thì khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu giao thoa liên tiếp chính là bằng nửa bước sóng. Vậy là các em lấy lambda là 4 chia 2, khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu trên đoạn AB là 2 lambda 2 cm. Câu số 2. Công thức tính tổng trở của động mạch gồm có R, có ZL và có dung kháng ZC là Z bằng căn bậc 2 của R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Đây chính là tổng trở của toàn mạch. Câu 3. Một sóng cơ học có tần số là 10.000 Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là sóng gì? Sóng siêu âm, sóng hạ âm, âm nghe được ha. Tại vì cái tần số này nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20.000 Hz thì gọi là âm nghe được ha. Câu 4. Dòng điện xoay chiều trong mạch chỉ có điện trở thuần. Dòng điện xoay chiều trong mạch chỉ có điện trở thuần. Có giá trị hiệu dụng tỷ lệ thuần với điện trở. Có giá trị hiệu dụng tỷ lệ thuần với điện trở. Thì các em kiểm tra xem á là định luật ôm là Y bằng U chia R. Tại vì mạch này chỉ có R thôi nên Z bằng R nha. Tỷ lệ thuận với điện trở là sai rồi đúng không? Tỷ lệ nghịch. Cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu động mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0. Các em lưu ý trong động mạch mà chỉ có R thì pha U và pha Y đồng pha, chưa chắc là bằng 0 đúng không? Chưa chắc là bằng 0, nó chỉ đồng pha thôi. Câu C, cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế. Vậy là trong mạch có R thì mạch này cùng tần số, tất nhiên là pha dòng điện, cường độ dòng điện và hiệu điện thế phải cùng tần số là omega và cùng pha. Các em chọn câu C luôn. Luôn lệch pha bên trên 2 là sai, đồng pha rồi thì không thể nào lệch pha được. Câu 5. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào tính chất của môi trường. Tốc độ truyền sóng cơ á, nó phụ thuộc vào tính chất của môi trường, rắn hay lỏng hay khí ha. Chọn câu A luôn. Câu 6. Máy biến thế là một thiết bị có thể điều chỉnh hiệu điện thế xoay chiều. Có thể biến đổi hiệu điện thế xoay chiều mà không làm thay đổi tần số. Không làm thay đổi tần số. Các em chọn đáp án là câu B nha. Biến đổi hiệu điện thế xoay chiều mà không làm thay đổi tần số. Câu 7. Một cái vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm dần liên tục theo thời gian là, chắc chắn là biên độ giảm dần theo thời gian và năng lượng ha. Biên độ và năng lượng. Tại vì năng lượng thì bằng 1/2 Ka bình phương. Do biên độ giảm thì năng lượng chắc chắn là phải giảm rồi. Thì dao động nó tắt dần. Câu 8. Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số lệch pha delta phi. Nếu hai dao động cùng pha thì công thức nào là đúng? Đồng pha là một số nguyên lần 2pi. Đồng pha là một số chẵn lần 2pi. Một số nguyên lần 2pi kìa. Nghĩa là K2pi. K nhân 2pi. Trong đó K là số nguyên. Hoặc là N2pi. Ở đây chỉ có câu C là bằng 2NPi. Đây là một số chẵn lần pi. Một số chẵn lần pi. Hay là một số nguyên lần 2pi. Số nguyên lần 2pi. Câu C nha. Thì đồng pha. Câu 9. Một vật dao động điều hòa theo trục Ox có phương trình dao động là x bằng a cos omega t trừ b/2. Nếu chọn góc tọa độ O tại vị trí cân bằng
và góc thời gian lúc t bằng 0 là lúc vật ở đâu? Thì các em biết rằng á, nếu mà cái pha ban đầu của nó trong trường hợp này là trừ b trên 2 này, cái pha ban đầu của dao động này là trừ b trên 2. Nếu chúng ta để ý á, là khi mà pha ban đầu của vật á mà bằng cộng trừ b trên 2 á thì vật ở vị trí cân bằng. Còn nếu mà chuyển động theo chiều dương á thì pha nó âm, là âm b trên 2. Còn nếu vật chuyển động theo chiều âm á thì phi nó bằng b trên 2 nha. Vậy trong trường hợp này là pha ban đầu của nó âm, vậy là chuyển động theo chiều dương ha. Qua vị trí cân bằng ngược chiều dương, ngược chiều dương là đi theo chiều gì các em? Nếu mà ngược chiều dương đi theo chiều âm là sai nha. Và vị trí cân bằng theo chiều dương thì phi nó sẽ âm, đúng ha, 9C luôn, câu 9C. Câu 10, đặt điện áp U bằng U0 cos omega t cộng B trên 4 vào hai đầu động mạch chỉ có tụ điện thôi, mạch chỉ có tụ điện C thôi em. Thì lúc này cường độ dòng điện qua mạch là Y bằng Y0 cos omega t cộng pha Y, thì phi Y bằng bao nhiêu? Trong trường hợp mạch có tụ điện á thì pha Y nhanh pha hơn một góc B trên 2. Mạch chỉ có tụ thì các em lưu ý là pha Y sẽ nhanh pha hơn, nhanh pha hơn, nhanh pha hơn pha U một góc B trên 2. Được chưa? Vậy đề bài cho là phi U là B trên 4 rồi thì chúng ta sẽ có là phi Y trừ cho phi U bằng B trên 2. Tại vì pha Y nhanh hơn thì các em lấy pha Y trừ pha U bằng B trên 2. Từ đó chúng ta rút ra được pha Y sẽ bằng B trên 2 cộng cho pha U. Pha U là B trên 4 này. Đây là pha U nha. Pha U là pha ban đầu của hiệu điện thế đó. Các em cộng vào là 3B trên 4 ha. 3B trên 4. 11. Hãy chọn phép biểu đúng để tạo ra sóng dừng giữa hai đầu cố định. Thì độ dài của dây phải bằng một số nguyên lần, một số nguyên lần nửa bước sóng, là chiều dài của sợi dây có sóng dừng ở hai đầu cố định đó, thì bằng một số nguyên lần nửa bước sóng nha. Cái lambda trên 2 này chỉ là khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc là hai bụng sóng khi có sóng dừng ở hai đầu cố định. K chính là số bụng sóng nha. Số bụng sóng, vậy là một số nguyên lần nửa bước sóng, một số nguyên lần nửa bước sóng. Các em chọn A luôn. Đây, một số nguyên là K này, nửa bước sóng là lambda trên 2. Câu 12. Vật cho đồng điều hòa phương trình x bằng A cos omega t cộng phi A lớn hơn 0, omega lớn hơn 0, đại lượng. Omega t cộng phi người ta gọi là pha dao động nha. Pha dao động cho biết được cái trạng thái của vật ngay tại thời điểm t nào đó. Pha dao động, câu C. Còn phi ở đây là pha ban đầu. 13. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên máy nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều là dựa trên hiện tượng là cảm ứng điện từ. À, từ trường biến thiên sinh ra dòng điện và ngược lại, dòng điện xoay chiều sinh ra từ trường. À, các em chọn đáp án B. Mười bốn, một con lắc lò xo treo thẳng đứng của chu kỳ t 1 giây, chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng xuống góc tọa độ tại vị trí cân bằng. Khi vật bắt đầu dao động được 2,5 giây thì nó đi qua vị trí có li độ x bằng trừ 5 căn 2 theo chiều âm với tốc độ 10 π/2. Các em biết phương trình dao động của vật. Chú ý cái thời điểm ban đầu vật ở đâu nha các em. Chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng xuống góc tọa độ tại vị trí cân bằng sau khi bắt đầu dao động được 2,5 giây thì nó vào vị trí x bằng. Trước tiên các em nên tính biên độ dao động ha. Ở đây đáp án đều có là 10 hết rồi thì chắc chắn biên độ ở bằng 10 rồi thì không cần chúng ta phải đi tính. Hoặc là các em có thể dùng công thức độc lập với thời gian là x bình cộng v bình chia omega bình. Ở đây mình chỉ cần tính omega là bằng 2B chia T thôi. Bằng 2 omega, suy ra omega nó bằng 2B.
Omega cũng có 2 pi luôn rồi này. Và cái mục đích bài này là chúng ta đi tìm pha ban đầu, nghĩa là tìm được thời điểm bằng t bằng 0 á, là vật ở đâu. Nhưng mà đề bài cho là sau khi bắt đầu 2,5 giây rồi, nghĩa là nó đi được sau 2,5 chu kỳ rồi, chúng ta phải tìm được cái vị trí ban đầu ngay tại thời điểm t bằng 0, vật ở đâu thì chúng ta mới tìm được pha ban đầu nha. À, chúng ta chưa biết được cái là ở đâu cả, đúng không? Thì đầu tiên á, các em phải xét xem lúc nó ở thời điểm t bằng 2,5 giây á, thì vật ở vị trí trừ 5 căn 2. Đây là vị trí này, thì giả sử như này là vị trí công bằng, biên dương này, biên âm. Biên độ là 10. Thì ở đây chính là gì? Là 5. 5 căn 2 ở đây trừ 5. Trừ 5 căn 2 chính là gì? Là A căn 2 trên 2. Tại vì vị trí A căn 2 trên 2 là ứng với là 10. A căn 2 trên 2 chính là bằng A là 10 căn 2 trên 2 thì bằng 5 căn 2. Vậy là vị trí A căn 2 trên 2 là vị trí 45 độ đó các em. Vị trí 45 độ trên đường tròn. Đây, vị trí này A căn 2 trên 2 chỗ này. Nha. Thì vị trí A căn 2 trên 2 nó đang chuyển động theo chiều âm vào đây. Đây là thời điểm là 2,5 giây. Ngay tại thời điểm 2,5 giây là ở đây. Bây giờ mình phải quay về lại trạng thái ban đầu. Đúng không? Thời điểm trạng thái ban đầu. Thì đầu tiên á, cứ đi về lại trạng thái ban đầu. Đây là đang chuyển động theo chiều âm nha các em. Vậy là mình quay ngược lại là 2,5 chu kỳ, nghĩa là một chu kỳ là về lại đây là một chu kỳ, đúng không nào? Một chu kỳ. Hai chu kỳ ở đây cũng là về đây. Sau đó mình sẽ lùi nửa chu kỳ nữa. Nửa chu kỳ nữa nha, nửa chu kỳ là t trên 2. Từ đây đến đây là chúng ta biết ngay là t trên 8. Từ đây đến đây là t trên 8 nha các em, tại vì a căn 2 trên 2 là góc vectơ b trên 4. Vậy thời gian nhớ là t trên 8. Đi từ vị trí A căn 2 trên 2 đến vị trí công bằng là T trên 8. T trên 8 tương tự qua đây là T trên 8 nó thành T trên 4. Mà chúng ta phải ra T trên 2. Vậy T trên 8 ở đây là T trên 4. T trên 8 cộng T trên 4 là bao nhiêu các em? Chúng ta phải cộng thêm T trên 8 nữa mới ra được là T trên 2, đúng không các em? Tại vì T trên 4 mà cộng thêm T trên 4 mới được T trên 2. Đó, do đó chúng ta phải đi ngược lại tới đây. Là vị trí là A căn 2 trên 2. Đó là chính là vị trí 5 căn 2 trên 2 nhé các em. Còn mày. Đó, vậy là ngay đây này chính là thời điểm là T bằng 0. T bằng 0 nha, T bằng 0 sau đó đi một chu kỳ á là 1 giây, hai chu kỳ là 2 giây, sau đó đến nửa chu kỳ nữa là 2,5 chu kỳ đến đây. Không, và lại chuyển động theo chiều âm. Đấy, cái mình vô bằng vậy, lúc t bằng 0 là vật ở vị trí là A căn 2 trên 2 và chỉ động theo chiều âm. Hiểu cái này chưa? Mà vật ở vị trí A căn 2 trên 2 á, thì chúng ta biết ngay á, là pha ban đầu của nó là cộng trừ B trên 4. Cộng trừ B trên 4. Đấy, vị trí A căn 2 trên 2, 45 độ là vị trí cộng trừ B trên 4. Do chuyển động theo chiều âm thì các em lấy góc ở trên là góc dương. Phía trên là góc dương, phía dưới là góc âm. Nếu vật chuyển động theo chiều âm á, thì phi nó dương. Còn chuyển động theo chiều dương á, thì phi nó âm. Trong trường hợp này vật chuyển động theo chiều âm đi về phía miền âm này, nên suy ra phi dương. Nha. Vậy đáp án chính là các em chọn đáp án là câu B. Ai chuyển động theo chiều âm thì phi dương, đúng không? Okay. Không, thầy sai rồi, thầy sai rồi. Phải đi từ đây ra đây là ngược lại chứ, phải đi ra ngược lại chứ. Nhầm. Từ đây này qua ra đây là T trên 8, sau đó từ đây đây là T trên 4, sau đó từ đây này là T trên 8. Đó, đến đây này nha các em, là nửa chu kỳ nha. Thấy nhầm. Lại này. Bây giờ mình phải lùi lại 2,5, có nghĩa là mình sẽ đi như thế này. Vị trí này nha, ra đây, sau đó ra đây. Đến đây là sau đó thêm khúc này nữa, đúng T trên 8 nữa. Đó. Nghĩa là đi từ đây ra đến đây là T trên 2 này. Sau đó đi vòng 2 chu kỳ nữa là 2,5 chu kỳ lại đến tại điểm này.
là âm như thế này, chuyển động theo chiều âm. Vậy là đang chuyển động theo chiều dương nha các em. Phi nó bằng âm pi trên 4. Các em chọn đáp án A. Câu 15. Dòng điện xa chiều trong mạch chỉ có điện trở thuần. Trong mạch chỉ có điện trở thuần R thôi các em. Thì cùng tần số với điện áp giữa hai đầu và có pha ban đầu luôn bằng không là sai. Câu này trùng với câu nãy rồi. Có giá trị hiệu điện thế tỷ lệ thuận là sai, phải tỷ lệ nghịch mới đúng. Tại vì chúng ta có Y bằng U chi R. Cùng tần số và cùng pha với điện áp ha. Đối với trường hợp mạch chỉ có R thì pha U đồng pha với pha Y. Câu 16. Biết pha ban đầu của một vật dao động điều hòa, ta xác định được cái gì? Biết pha ban đầu thì chúng ta sẽ biết được cái gì? Cách kích thích dao động, chiều chuyển động lúc ban đầu ha, chu kỳ và trạng thái. Chúng ta dựa vào pha chúng ta có thể biết được cái chiều chuyển động của vật lúc ban đầu nha. Chiều chuyển động nhìn vào pha là các em biết được chiều. Ví dụ như chúng ta thấy rằng pha nó dương á, thì vật đang chuyển động theo chiều âm lúc ban đầu. Còn pha nó âm á, thì chuyển động theo chiều dương lúc ban đầu, giống như chúng ta giải bài này này. Đúng không? Phi âm thì chuyển động theo chiều dương. Câu 17. Một cái sóng âm có tần số xác định trong không khí và trong nước lần lượt là sóng âm truyền trong nước ra không khí thì bước sóng là bao nhiêu? Bước sóng sóng âm truyền từ nước ra không khí. Thì các em biết rằng khi mà sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số không thay đổi. Chúng ta nhớ công thức này. V thì bằng vận tốc thì bằng lambda trên T hoặc là bằng lambda nhân F. Đúng không? Vậy thầy sẽ rút ra được cái V1 trên V2 thì bằng lambda 1 trên lambda 2. Tại vì chúng ta thấy là tần số không thay đổi. Nên chúng ta có cái này. Dạ. Yeah. Vậy là khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng sẽ như thế nào? Thì các em thấy rằng á, là nước không khí là 330 trong khi nước là 1452. Vậy là vận tốc nó bị giảm. Khi mà chiếu từ nước ra không khí thì vận tốc giảm. Giảm bao nhiêu thì các em lấy ra thì bước sóng sẽ giảm bấy nhiêu. Đây là tỷ lệ thuận với vận tốc mà. Giảm bao nhiêu thì các em lấy 1452 chia 330. Đây chính là cái vận tốc giảm thì bước sóng sẽ giảm. Bước sóng giảm 4,4 lần. Câu 18. Với cùng một công suất truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng giữa nơi truyền tải lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ như thế nào? Công suất hao phí sẽ giảm đi 400 lần ha. Các em có công thức tính delta B hao phí thì bằng U bình phương trên cho B phát bình phương nhân R. Không, em xin lỗi. Thầy viết ở đây ha. Chúng ta có delta B hao phí á, thì bằng Y bình phương trên đường dây nhân R. Mà Y á, thì bằng gì? B chia U bằng B phát bình phương chia cho U tại nơi phát ra bình phương nhân R. Vậy là cái delta B hao phí nó tỷ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế. Vậy nếu chúng ta tăng hiệu điện thế lên, truyền tải lên 20 lần, thì khi cái âm bình lên là 400, công suất hao phí giảm 400. Công suất hao phí giảm 400 lần. Câu 19. Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều là cos phi nha. Hệ số công suất cos phi thì bằng R chia Z bằng R chia tổng trở Z hoặc là bằng UR trên cho U. U đây là hiệu điện thế hiệu dụng với hai đầu động mạch. Còn UR là hiệu điện thế hiệu dụng với hai đầu điện trở R. Câu 20. Cường độ dòng điện Y là 4 căn 2 cos 100 BT cộng pi. Có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu? Hiệu dụng của nó là chúng ta biết là Y bằng Y0. Đây là Y0, nghĩa là chính là Y này, Y hiệu dụng là Y0 thì bằng Y nhân căn 2. Y bằng 4 ha.
Câu 21, dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số khác pha là một dao động điều hòa có đặc điểm nào? Thứ nhất là biên độ bằng tổng các biên độ. Cái này bằng tổng thì còn tùy thuộc vào trường hợp cái pha nữa ha. Có chu kỳ dao động bằng tổng chu kỳ là sai, bằng tổng là sai, bằng chu kỳ. Có pha ban đầu phụ thuộc vào biên độ và pha ban đầu của hai dao động thành phần. Câu này khả năng. Tần số dao động tổng hợp khác tần số là sai, phải cùng tần số mới đúng. Các em chọn câu C luôn. Bây giờ để xác định được pha, các em dùng công thức tan phi. Tan phi, phi là pha ban đầu của dao động tổng hợp, bằng A1 sin phi 1 cộng A2 sin phi 2 chia cho A1 nhân cos phi 1 cộng A2 nhân cos phi 2. Đó, nên nó phụ thuộc vào biên độ và pha của dao động thành phần. Câu 22. Trên sợi dây dài 2 mét đang có sóng dừng tần số 100 Hz. Người ta thấy hai đầu ngòi, hai đầu dây cố định, còn có 3 điểm khác đứng yên, tính vận tốc. Hai đầu cố định cộng thêm 3 điểm khác nữa thành 5 nút. Vậy là sóng dừng này có 5 nút, N bằng 5 nút, thì suy ra bụng sóng chính là 4, 4 bụng, K bằng 4 bụng. Các em áp dụng điều kiện sóng dừng L bằng K lambda trên 2. Đến đây chúng ta dễ dàng tìm được cái lambda là bước sóng. Lambda sẽ bằng 2L chia K, 2 nhân chiều dài chia K. Thay vào 2 nhân chiều dài dây là 2 mét, chia K là 4 bụng bằng 1 mét. Vậy là cái bước sóng là 1 mét. Từ đây các em dễ dàng tính được vận tốc truyền sóng V bằng lambda nhân F. Lambda là 1 nhân F là 100. Vậy bằng 100 mét trên dây. Câu 23. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 và 12. Biên độ tổng hợp có thể là, thì các em biết rằng biên độ tổng hợp luôn lớn hơn bằng hiệu trị đối A1 trừ A2 và nhỏ hơn tổng A1 cộng A2. Vậy là nó sẽ là lớn hơn 4 và nhỏ hơn bằng là 20. Vậy là chọn câu C thôi, 5. Số 5 nó nằm trong khoảng này. Câu 24. Đặt điện áp xe chiều U bằng U căn 2 cos omega t V vào hai đầu động mạch R bằng 110 thì cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị bằng 2A, tính U. Thì rõ ràng U thì bằng gì? Y nhân R, tại mạch này chỉ có R thôi. Chúng ta có U thì bằng Y nhân R. Còn nếu mạch mà có RLC thì Y nhân Z này Y nhân R thôi. Y là 2 nhân R là 110 bằng 220V. Chính là hiệu điện thế điện hiệu dụng 220V. Câu 25. Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến áp lý tưởng có số vòng dây N1 và N2. Biết N1 bằng 10 lần N2. Người ta đặt vào hai đầu sơ cấp một hiệu điện thế U. Thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu? Đây là U, này là U1. U ở hai đầu sơ cấp là U1. Do là N1 bằng 10 lần N2. Máy này gọi là máy hạ thế, tại vì số vòng N2 nó nhỏ hơn 10 lần. Số vòng dây của N2 nhỏ hơn 10 lần số vòng dây N1. Thì thế hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp nó sẽ nhỏ hơn 10 lần. Nhỏ hơn 10 lần của 200 thì nó còn lại bao nhiêu? 20V. Nha. Các em có thể dùng công thức là gì? U1 trên U2 bằng N1 trên N2 cũng được. N1 trên N2 bằng 10. Do đó U2 sẽ bằng U1 chia 10. U1 là 200 chia 10 được 20. Câu 26. Điện áp xe chiều U bằng U0 cos 100 bt cộng với trên 6V vào hai đầu động mạch chỉ có cuộn cảm thuần L. Lúc này cảm kháng là bao nhiêu? Cảm kháng là ZL thì bằng omega nhân L. Omega đề bài cho là 100 bi này, omega t này. 100 bi nhân L là 1 trên 2 bi Henry. Thử bi đi, 100 chia 2 được 50 ôm. Vậy cảm kháng là 50 ôm. Chọn câu A. Câu 27. Một cái vật nhỏ hình cầu khối lượng 400 gram
được treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng K bằng 160 Nm. Vật cho đầu điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A bằng 10 xăng, tính vận tốc của vật và vị trí cân bằng. Thì các em biết ngay vận tốc và vị trí cân bằng chính là Vmax bằng A nhân Omega. Chưa? A nhân Omega bằng A nhân Omega. Omega bằng căn bậc 2 của K chia M. Thay vào A là bằng 10 xăng. Các em tính đáp án là mét hết thì chúng ta đổi về mét là 0,1 mét. Căn của K là 160 chia cho M là 0,4 ký, đổi về ký nha. Chỗ này 0,1 1 phần 10 đưa vào đây là 100. 100 là 400. Bấm này chắc. À, căn của 160 chia 0,4 bằng 20 nhân 0,1 là bằng 2. Bằng 2 mét trên dây các em. Câu 28. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa mà lực đàn hồi và chiều dài của lò xo có mối liên hệ được cho bởi hình vẽ lấy G bằng 10, tính biên độ và chu kỳ. Những cái điểm này là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 16, 18 mét nha các em, cm nha các em. Lực đàn hồi đây. Lực đàn hồi nó sẽ tỷ lệ với độ biến dạng của cái lò xo. Độ biến dạng max từ độ biến dạng min thì ra được chia 2 ra được biên độ. Các em nhớ công thức tính biên độ A đó thì bằng L max trừ L min. L min chia 2 thì mình ra được biên độ. L max ở đây là bao nhiêu? Các em thấy rằng cái phạm vi của lực đàn hồi max là đây này. Là ứng với chiều dài của sợi dây á, chiều dài con lắc là lớn nhất là nó giãn nhiều nhất. Còn đây là L min là vị trí nó nén này. Vậy là các em sẽ có là 18 là L max trừ cho L min là 6 này. Chưa? Chia 2. 18 trừ 6, 12 chia 2 được 6. 6 cm. Vậy biên độ là 6 cm. Tiếp theo các em đi tính là tính chu kỳ. Tính chu kỳ. Tính chu kỳ thì các em phải kiểm tra cái delta L, cái độ biến dạng đó, T bằng 2B chúng ta có T nó bằng 2B căn của M chia K đúng không, hoặc là bằng 2B căn của delta L trên G, K nhân delta L bằng M trên G đó. Bây giờ mình đi tính delta L bằng cách là các em thấy ở vị trí này á là lực đàn hồi bằng 0. Lực đàn hồi bằng 0 là ở vị trí này nè các em. Lực đàn hồi bằng 0 này. F đàn hồi bằng 0. Nghĩa là vị trí lúc này là vị trí lò xo không co giãn. Vị trí này là chính là vị trí lò xo nó không co giãn ha. Đây, ví dụ như cái lò xo như thế này, không co giãn này. Sau đó mình móc vật vào thì nó giãn ra đến này là L. Vậy như đây, sau đó mình cho nó dao động thì mình kéo nó ra đến biên độ A. Đây. 6. Biên độ là 6 mà khúc này là vị trí ở số 10. Mà này là 18 là 18, vậy từ đây này là 18. Đây là 8. Mà biên độ A là 6 rồi. Vậy chắc chắn là delta L này bằng 2. À, vậy mình có delta L bằng 2 xăng đúng không các? 2B căn của 2 xăng là bằng 0,02 m chia G là 10. Đấy. Kết quả sẽ bằng căn 0,02 chia 10. Sau đó nhân cho 2B. Bằng 0,28 ha, 0,28 giây. Chọn câu A luôn. Câu 29. Một cái sóng hình sin truyền dọc theo OX từ nguồn O với tần số 20 Hz. Có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7, nghĩa là V nó lớn hơn bằng 0,7, nhỏ hơn bằng 1. Tính tốc độ truyền sóng, biết rằng ở cùng một phía so với nguồn với O
và cách nhau 10 cm hai phần tử này dao động ngược pha nhau. Hai phần tử này dao động ngược pha nhau. Nghĩa là độ lệch pha của hai cái điểm trên phương truyền sóng á là bằng 2 pi nhân d chia lambda. Công thức này rất là quen thuộc. Đây là công thức độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau một khoảng là d. Do nó ngược pha thì các em viết thành một số lẻ lần pi. 2k cộng 1 là số lẻ, sau đó nhân pi vào là một số lẻ lần pi thì ngược pha nhau. Thì sẽ chia hai vế cho pi đi, nó còn gọn lại là 2 nhân d. Bây giờ mình sẽ đưa cái vận tốc vào đây để mình cho nó biến thiên trong khoảng này, mình tìm mình rút lambda giùm thầy. Mình có lambda bằng cái gì? Lambda thì bằng v lambda thì bằng v chi f. Cái này lambda bằng v chi f thì là v chi f nghịch đảo f bên đây. Đấy. Bằng 2k cộng 1. Thì mình chia pi, mình bỏ pi rồi nha. Đúng không? Đến đây mình sẽ rút cái v ra. Rút v ra thì bằng cái gì? Rút v ra sẽ bằng 2d nhân f chia 2k cộng 1. D đề bài cho là 10 sang 2 nhân 0.1, sau đó nhân 20 lại được 4. Nha, nên là 0.1 m. F là 20 hz được 4 chia 2k cộng 1. Đó mình bỏ vào đây là 4 chia cho 2k cộng 1 lớn hơn bằng 0.7 và nhỏ hơn bằng 1. Vậy chắc chắn là 2k cộng 1 á, nó nhỏ 1 thì chắc chắn 2k cộng 1 nó phải từ k này bằng bao nhiêu? K này bằng 1 á thì nó không thể nào rồi. K bằng 2. Mình k bằng 2 thì dẫn đến 4/5 nó mới nhỏ 0.1 và lớn 0.7. Mình chỉ còn k bằng 2 thôi thì mình nhận nha. Còn những loại k bằng 1 không được, k bằng 3 cũng không được. K bằng 2 thì mình thế vào đây, k bằng 2 là mình ra được vận tốc bằng 4 chia 5 bằng 0.8 m trên giây. Được chưa? À, các em chọn 0.8 m trên giây. Chính là bằng 80 cm trên giây. Rồi câu 30 là một câu về đồ thị. Người ta cho một cái đồ thị điện áp. Điện áp giữa hai đầu động mạch biến đổi điều hòa mô tả như đồ thị này. Người ta kêu các em viết biểu thức điện áp tức thời, nghĩa là viết U tức thời á. U tức thời bằng U0 cos omega t cộng cho phi phi U. Bây giờ mình tìm cái U0 omega và phi. Rõ ràng cái U0 đây là 200 rồi này. Có được 200. Thứ hai, hay là cái omega các em thấy trong đáp án đều là 100 pi hết thì các em cũng không cần phải tìm omega. Omega là cách là chúng ta tìm thời gian thôi, một chu kỳ từ đây đến đây một chu kỳ này. Là mình tính được cái thời gian là ứng với chu kỳ t, lấy 17/6 chia 15/6 thì còn lại là 12/6, chính là chu kỳ chính là bằng 2 nhân 10^2 giây. Nhớ là cái điều kiện là 10^2 chỗ này. Đó các em sẽ tìm được cái omega thôi. Rồi bây giờ mình tìm cái pha ban đầu bằng cách là, anh thấy không, vị trí nửa biên âm, vị trí nửa biên âm nút t bằng 0 á, hoặc ở vị trí âm 100 thì dẫn đến là chỗ này sẽ là gì? Cos phi bằng 1/2 bằng -1/2 nha. Này. Cho t bằng 0 vào đây thì dẫn đến là cái u này chính là bằng -100 bằng u0 là 200 nhân cos t bằng 0 là bỏ đi, còn cos phi u thôi. Đó. Rồi đó các em sẽ rút ra được cos phi u nó bằng -100 chia 200 mà được -1/2. Mình bấm shift cos đi, bấm shift cos -1/2 đi. Thì nó ra được cộng -2π/3. Rồi, cộng -2π/3. Do đó các em thấy rằng thời điểm ban đầu vật chuyển động đi xuống này, nó ngược chiều với u này, đi xuống này, à, chiều âm. Do đó cái phi các em chọn nó dương, kết quả nó cộng 2π/3. Câu B. Được chưa? Vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái đề thi tham khảo rồi. Thì cái đề này cũng tương đối căn bản thôi, giúp cho các em nào ban xã hội á có thể nắm bắt được những kiến thức căn bản và các em thi để được kết quả tốt nhất đối với mình nhé. Thân mến chào các em.